Ngày 7 tháng 9, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện tại một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh để tham gia hoạt động do nhãn hàng cô làm đại diện tổ chức. Sự xuất hiện của nữ diễn viên giữa phượng hành ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo khách mua sắm tại trung tâm. Trong một số bức hình được chia sẻ, mọi người tập trung kín 4 tầng của trung tâm thương mại để được ngắm nhìn Triệu Lệ Dĩnh. Diện mẫu đầm cúc ngực màu trắng với điểm nhấn là những bông hoa 3D nổi bật ở phần eo kết hợp với kiểu tóc búi đơn giản, Triệu Lệ Dĩnh trông vô cùng trẻ trung rạng rỡ. Có cư dân mạng cho rằng với tạo hình này, nữ diễn viên tựa như cô dâu khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi. Đặc biệt khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh nhấc váy bước lên sân khấu được cư dân mạng xứ Trung chia sẻ rầm rộ. Ai cũng dành lời khen ngợi cho thần thái và khí chất nổi bật của nữ diễn viên. Đấy là lý do có người dùng mạng chia sẻ, mẹ cô ấy dù đã hơn 50 tuổi, nhưng vẫn đứng suốt 6 tiếng để được ngắm nhìn Triệu Lệ Dĩnh. Cùng ngày, Đàm Tùng Vận có mặt tại Tế Nam tham gia hoạt động của nhãn hàng. Nữ diễn viên yêu kiều trong bộ đầm đuôi cá màu trắng, khoe vóc dáng thanh mảnh. Có lẽ vì váy khá ôm nên Đàm Tùng Vận di chuyển khá chậm, có lúc phải nhờ trợ lý đỡ. Dù trời nắng khá to, song Đàm Tùng Vận vẫn luôn nở nụ cười khi giao lưu chụp ảnh với người hâm mộ. Nhan sắc của nữ diễn viên tại sự kiện nhận được nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng. Nhiều người đã để lại bình luận rằng, dù nắng Tế Nam có gay gắt đến đâu, thì khi ngắm Đàm Tùng Vận, họ vẫn cảm nhận được sự tươi mát dễ chịu. Văn phòng làm việc của Đàm Tùng Vận cũng dành tặng người hâm mộ bộ ảnh nữ diễn viên tạo dáng bên lá sen. Bạn ấn tượng với tạo hình của nữ diễn viên nào? Hãy để lại bình luận nhé!